Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tô màu và bắt đầu mình tô con bọ cạp, đuôi bọ cạp. Mình sẽ cắt đi con. Và con ong. Đây là vò của mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn, đây là vò của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc nhé. Mọi người, đây là vò của mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc. À, con kiến. Công yếu đàn và yếu yếu điện thế nào không nghe thấy nha, yếu điện à? Cái gì nó vừa nói gì nhỉ? Thì bên đó mua video nó chính thức thông báo là trong điện à, thì nó sẽ thông báo trước khi mình ba ngày để cho mình biết cái game vừa mới mới cũng đã tắt nghỉ rồi. Các bạn bên mình làm video không hề. Không hay à? Nên mình chỉ làm để cái nhà thôi, không nhà đúng. Một cầm các số một. Nó trừ à đấy? Một video để nó dễ. Cái này các bạn nên nghề nào không biết nó. À, mình chăm ít việc rồi, đi làm ít thôi, không có tiền cả. Bọn anh cũng như mình chăm tô xong rồi. Chuẩn bị mình chấp tố xong. Xin chào các bạn, mình đã tô màu xong. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tô màu và bắt đầu mình sẽ tô màu. Mình đang tô con bướm. Mình sẽ đi
Còn ông ơi, còn ông đang đi hút mật. Mật tô con kiến. Sẽ cắt nhau. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn nhớ vào của mình hôm nay rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc.